Đây vì không có cái đồ để làm live ấy. Hôm nay không có nhìn rõ được cái không trả lời được mấy bạn ha. Mấy bạn khỏe không? Ok. Bác học sao đó? Bộ này là mình sẽ làm thinking wide full set nha mấy bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm. Đây là mấy bạn thấy không? Khách họ đi cả mấy tháng nay bây giờ họ mới trở lại thì bắt buộc mình phải tháo ra hết. Đa số là ai cũng tới là mình tháo ra hết tất cả. Mình sẽ tháo ra, mình sẽ làm lại cái da của người ta rất là xấu. Nó bao nhiêu ngày tháng rồi nó không có cái gì để nó làm. Mình già da hư hết, mình phải đẩy cho nó sạch đi. Làm cho cuticle nó thật tròn ha. Để make sure you guys, you can you guys see. Hello Tammy, anh đang làm share giùm anh nha. Anh làm thiên qua nha Tammy. Anh không có đọc comment được nhiều tại vì cái form mà đọc comment anh không có đem theo, anh đang không có tính là làm live cái bộ này nhưng mà có lúc cuối cùng thì đâm ra anh làm luôn. Kể anh chia sẻ chút xíu cho mấy bạn thấy được cái để giũa cho nó sạch, cho nó đẩy cho nó da, nó cái da nó đi hết da chết rồi này kia, đẩy cho nó tròn sạch hết. Thấy vừa làm em ở nhà coi bro. Ok ở nhà coi đi nha. Hello Nhi em, mấy em khỏe không? Ok. À, anh không có đọc cái comment nhiều được nha mấy em. Tại vì anh không có đem theo cái phone để mà anh làm đọc comment á. Thì đâm ra anh không có thấy được cả những cái comment của các em. Lâu lâu anh phải nhóm lên thì anh mới thấy thôi chứ ngoài ra nếu mà anh nhìn thì không có thấy ha. Thì cái này mình vuốt cái này rồi nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng làm sao nó đúng ra cái đồ nghề của mình nó không có đầy đủ ở đây nữa, không có đồ nghề nhiều nữa, mình lấy đại thôi ha. Mình không chuẩn bị cho cái live ngày hôm nay, đâm ra mình không có đầy đủ đồ nghề cho các bạn. Đã nhớ là mình sáng nay mình làm live rồi nhưng mà sáng nay mình bận mình không làm. Để đâm ra bây giờ mình mới cô này cô gọi cô muốn làm thì đâm ra nó mới thôi mình chạy qua mình làm cho cô. Thì sáng nãy giờ mình đang ở làm ở trong vườn ở trong nhà đó. Em có live bộ cuối. Em định live bộ cuối hả? Cô live đi. Cái này anh sẽ làm bộ này, bộ trắng hồng móng rất là ngắn nha. Rất là đơn giản cho những bạn là mới học, mấy bạn muốn học thì mấy bạn chui vào đây mấy bạn học cái bộ này. Cái shape thì đây việc làm cái shape cũng là shape square thôi chứ không gì đặc biệt cả. Cái móng thì cũng là một cái loại tiếp thường thôi, không có tiếp không có gì gọi là đặc biệt hết. Mấy bạn theo dõi nha. Mình gắn sang gắn tiếp, mình gắn gắn lại rồi mình sẽ làm cái bộ phu xe trắng hồng. Thì trắng hồng này thì nó cũng thường thôi, không có gì đặc biệt hết nhưng mà nó rất là quan trọng là cái nền tảng của cái bộ này. Thì đâm ra việc muốn chia sẻ cho mấy bạn thấy là mình prep như thế nào, mình làm như thế nào cho nó rõ ràng đẹp đẽ cho nó xong một bộ móng tay trắng hồng, mấy bạn sẽ học được hết tất cả. Nếu đắt thì anh chỉ cắt sao dịp nguyên.
anh không có đọc được comment nhiều, anh phải xoay người qua bên kia anh mới ấy được. Thì đâm ra các em nên theo dõi đi. Mấy em hỏi anh thì nhiều khi anh không trả lời cho mấy em được đâu trong cái bộ cái live video này nha. Em cứ theo anh sẽ nói, anh sẽ nói thì có ai giúp được trong group đó thì giúp được thì giúp ha. David sẽ không trả lời được tại vì David không có đem theo cái phone để mà trả lời. À, mấy bạn biết không, mà David không có coi đâu, mà muốn coi là phải nhón người lên đi lên cái phone chính đó. Hôm nay mấy bạn chịu khó coi không có trả lời đâu. Và sau đó mình sẽ cắt nó ngắn xuống. Mình sẽ làm trắng hồng rất là ngắn nha mấy bạn. Cái sếp không có gì gọi là đặc biệt cả. Thì mấy bạn theo dõi đây thì mấy mình sẽ thấy là cái lớp lớp này là David sẽ làm như thế này ha. Mình sẽ bỏ, trước hết mình sẽ bỏ cái primer vào. Mấy bạn theo dõi thì mình sẽ bỏ một cái lớp là cái nước primer vào trước. David muốn làm kiểu này chút xíu, David muốn không có muốn tại vì mình phải giũa cái móng này này. Cái thiếc và cái móng giả móng thật mình phải giũa cho nó flat chút để mình làm trắng hồng mà. Mình không giũa nó xuống thì nó không có được flat, nó không có đều. Thì trong cái độ đều nó không có đều đó thì nó sẽ không có khó, nó khó làm trắng hồng lắm. Thì đâm ra mấy bạn chú ý là mình làm theo kiểu này thì mình sẽ không có vô cái móng thật người ta xuống, cái móng giả người ta xuống nữa. Và đây mình sẽ đắp cái là đây mình sẽ đắp và đây mình sẽ đắp cái móng này nha mấy bạn. Đây mình sẽ đắp cái thì mình sẽ đắp cái này là cái natural nha mấy bạn. Một cái lớp natural thật là mỏng mình để ngay đây. Ok. À, mình kéo nó xuống để làm gì? Để nó phủ cái móng giả ở dưới đi. Các bạn hiểu chưa? Để khi mình làm cái trắng hồng đó nó sẽ không bị vướng, nó sẽ không bị gồ ghề. Thường thường thì David hay làm như thế này này. Thường thường thì David hay phá cái móng này đi để cho nó flush, nhưng mà David không muốn phá, David làm theo kiểu này. Các bạn thấy chưa? Này. Okay. Này. Kéo xuống, thấy chưa? Mình kéo vậy thôi, mình khỏi phải giũa. Thì tùy theo mấy bạn muốn làm theo kiểu này, anh thuộc mấy bạn ha. Đây là một cách để mình làm để mình khỏi giũa. Thì cái sự kết nối của hai cái móng nó sẽ được kết nối ra rõ ràng, nó không còn cái khía cạnh nữa, nó là một cái đường bằng đường đường băng phẳng rồi. À, các bạn thấy chưa ha, đẹp thật là mỏng thôi nha, không có làm nhiều. Ok, các bạn nhớ là như vậy. Đây, các bạn thấy cái việc làm rất là mỏng này. Ok rồi, sau đó mình sẽ dùng cái hello hello Thanh Tuyền em. Hello Thanh Trang. Hôm nay anh có tay model thiệt rồi. Đúng rồi, hôm nay cái cô này là khách thường của anh hay tới làm đó. Hôm nay đâm ra anh mới làm cho cô ta. Để em trả lời. Ok, cái đây trả lời dùm cho anh nha. Có gì thêm đi trả lời dùm cho mấy bạn nha. Tại vì anh không có đọc được cái đó. Anh phải coi ra anh làm. Thì bây giờ mấy bạn coi đây. Mình đã bỏ primer vô tất cả 10 ngón. Và mình đã làm hết tất cả 10 ngón. Bây giờ mình chỉ đắp bột. Bây giờ đây mình sẽ đắp bột trắng trước nha mấy bạn. Các bạn coi là mình sẽ đắp bột trắng trước cho mấy bạn coi đây. Ok. Nè. Đây là mình làm trắng hồng mà. Mấy bạn thấy thả miếng giấy này, mấy bạn thả cái bột lên này. Ok. Mấy bạn giữ này, để ý này. Ok mà mày. Đông mục. Này, đập này ha. Ok. Đó, đẩy lên này ha. Mình không có làm cái đường cong dài, mình chỉ làm cái đường cong ngắn thôi. Các bạn thấy chưa? Kéo nó xuống. Okay. Rồi mình sau đó mình clean cọ, mình chùi cái đường này cho nó sạch.
I got the blue one, like the black one, and then I ordered another black one. It's similar, but the pants is like peanuts. Này bạn thấy không, mình làm cho nó cái đường smile line nó dễ thôi, mình cũng không cần phải làm thịt là sâu hay là thịt là cong, tại vì cái móng cô này cô cũng thích làm cong, cô làm móng ngắn cô cũng thích làm dài nữa. Bạn đẩy cục bột lên là thấy chưa, đẩy cục bột lên này ha, nhẹ nhàng ha, đẩy nó lên. Mình theo em cố hướng chân, sau đó mấy bạn thấy là mình đẩy nhẹ của bột thế này ha. Nè bạn thấy không, đẩy nó sát vô này không, ôm nó lại này, giữ nó. Đó. Các bạn có thấy không, các bạn thấy không, hai ngón này ha, tiếp tục mình đi này. Mình thấm xuống cái giấy một chút xíu như thế này để cho nó bớt cái liquid đi đó, cho nó không chảy nữa. Sau đó các bạn đẩy lên ngay giữa này, thấy không? Đẩy nhẹ vô này, thấy không? Các bạn thấy không? Đẩy nhẹ vô này. Đó. Lên tới đây ha. Qua bên đây là mình đẩy nhẹ tiếp tục này. Nói chứ mà một mấy tháng trời mình không cầm tay khách đó, mà sau khi đó mình trở lại mình cầm tay khách mình làm mỏi tay lắm nha. Mình thấy cái tay người ta gồng cứng tay khó chịu lắm. Các bạn biết không? Này các bạn coi này, đây nó xuống rồi thấy chưa? Nè, ôm nó lại này. Sau đó mình rủi cọ sạch sẽ rồi mình đẩy ra. Với cái vòng cong này. Nhưng mà thấy nhẹ nhẹ đẩy lên thôi nè, không có nhiều, mình lấy cục bột nhỏ thôi. Cái cọ là phải cái cọ số 10 nha mấy bạn, đừng để cọ lớn quá. David cũng không có cọ ở đây nữa. Đồ đạc khi mà nó... Khi đồ đạc ở đây họ... Cái tiệm nó remodel á, đâm ra đồ dục tùm lum hết à. Tiệm ra đồ bốc lại cái cọ nào làm cũng được. Các bạn thấy này, đẩy nó vô này. Để cho nó tròn lại này, không bạn không? Nhẹ thôi là xong, mình đi qua tới cái tết kế tiếp. Thấm miếng giấy này, để cái bột lên này ha. Đó, bạn coi mình đẩy cái bột lên này, nhẹ nhàng này ha. Mình vô tới góc đó, mình đẩy qua bên đây lại này. Thấy chưa? Đẩy vô này. Thấy không? Các bạn thấy không? Này, vuốt vô này, nhẹ này ha. Đó, cứ thế mà vuốt xuống thôi. Nhẹ thôi, đừng nước mạnh tay, mình vuốt mạnh là nó hư cái cục bột của mình. Sau đó mình trở lại mình clean cọ này. Đẩy cục bột này theo. Đó, các bạn thấy chưa? Nhẹ nhàng này không? Thiệt là nhẹ thôi, mình đẩy cong. Đó, thấy chưa? Rồi đó ha. Rồi sau đó mấy bạn coi này, mình sẽ lấy cái bột hồng nha. À. Xíu qua bên đây, xóa rồi mấy bạn nha. Rồi, rõ chưa? Đỡ hơn chưa? Các bạn thấy không? Này, nhìn kỹ là đỡ hơn ha. Rồi. Hello Kenny Thái. Hello Hứa Văn Cường, lẹ lắm. Cái này làm cái này lẹ ào ào lắm. Thì chú đã cái này là cái kiểu này là để làm cho hốt bạc mà. Sao không lẹ được? Rồi sau đó là mấy bạn coi này, mình sẽ dùng cái cọ to hơn chút xíu để mình
mình đắp cái hồng cho các bạn coi. Thì sẽ ra cái hồng đắp rất là mau, đắp rất là lẹ, các bạn nhìn kỹ này. Đây, các bạn thả cái bột trong thì là nhỏ thôi, thả xuống đây. Các bạn thấy không? Đẩy sát vào cuticle rồi sau đó các bạn vuốt nó xuống này, thấy chưa? Đó, nhẹ thôi, đâu cần phải nhẹ nhàng, thêm cục nữa, đúng là cục nữa. Nhỏ. Rồi mình đi qua món kế tiếp này, các bạn thấy chưa? Cục bột này, thả ngay cuticle này. À, nghiêng móng xuống này, các bạn đập ngay cái cầu sát ở đây, về đây sát vào cái cầu thôi nha, sát vào cái cầu này, thấy không? Ngay đây này, thấy không? Sát vào này, thấy không? Sau đó các bạn vuốt nhẹ này, đó, thấy chưa? Thì những các bạn làm như vậy là nó xong, đó, thấy chưa? Lại kéo nó vô, rồi các bạn lấy cục bột nữa, coi tiếp tục này, cục bột này, thấy không? Thả cái cầu này, đó, thấy không? Nghiêng qua một bên này. Các bạn không làm gì hết, các bạn để bột nó vừa sát vào cái cuticle này, nằm tròn lại này. Vút nó xuống, nhẹ thì là nhẹ, ôm nó vô. Đó, thấy chưa? Thật là gọn ghẽ. Đó, thấy không? Tiếp tục này, mình coi này. Sát vào cái cuticle nha. Để này, nghiêng qua một bên này. Nghiêng qua để cho cái bột nó chảy xuống này. Còn cái này mình đắp sát vào cái cuticle đây này, thấy chưa? Kéo nó xuống cái này. Đó. Okay. Đây là mấy bạn muốn kiếm tiền thì mấy bạn làm cái kiểu này, kiếm tiền ảo ảo luôn, chẳng có gì gọi là lâu hết. Sát vào này, không kéo xuống này, các bạn thấy kéo xuống không? Đó, sát tròn cái cuticle của mình, tròn rồi, xong. Các bạn thấy chưa? Rồi mình tiếp tục, mình đi qua cái bàn tay kế tiếp. Đây mình sẽ làm lại cái trắng lại cho mấy bạn coi này, thấy không? Mấy bạn coi lại cái cục bột trắng này, cục trắng không, thấm miếng giấy thấy không, thả ngay cái đầu móng, ok, làm cho cái cọ nó phát ra, đẩy nó lên trên này, ok, đưa nó sát vào đây này, đó, thấy chưa? Đi qua bên đây này, sát vào đây này, thấy không? Ôm vô rồi, thấy chưa? Ôm vô. Chùi cái đầu cọ sạch sẽ này, vuốt này. Đó. Các bạn thấy chưa? Rồi, vuốt vô này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Xong. Chạy qua ngón cái tiếp. Cục bột này, thấm giấy này, thấy chưa? Thả ngay giữa này. Đúng không? Đẩy lên này. Đấy, bột lên này. Ok. Đấy này. Cong ít ít thôi, mình đâu muốn cong nhiều đâu. Tại mình cong cho nó vừa đủ thôi, tại cái móng tay người ta ngắn mà, mình đâu cần là cong nhiều đâu. Cong nhiều tốn thời gian chứ làm gì, đúng không? Trừ khi nào mình làm theo cái kiểu mà technique rồi mình làm mẫu design này thì David làm công. Hey John, they got your floor dirty. Còn nếu mà David làm cái kiểu mà giống như là salon á, thì mình làm. Okay. Can somebody take these things out of my clothes, please? Okay. Xong, còn lại tiếp tục làm món tiếp này ha. Làm màu áo luôn. Yeah. Bạn coi này, đẩy lên này. Don't fall. Oh my gosh. It's so tight together. Đó, thấy không? Đó, đây là những cách mà mấy bạn có thể kiếm tiền được. Dễ dàng. Bạn coi này. Cook. Thấy chưa? Ôm vô. Chipotle, Tropicana. You haven't delivered? No. You're gonna pick it up? Yeah, John. Các bạn thấy không? Đẩy nhẹ cái này, xong. Phất mấy cái này. Đẩy ra. Rồi nè, tiếp tục là lấy cái tay kế tiếp. Đúng không? Thì trong tiệm mà mấy bạn làm đâu có ai làm chậm đâu. Đúng không? Làm phải làm lăn tay mới kiếm tiền được chứ. Đúng không? Rồi.
Phi cũng vậy hết mà. How did Ryan like school? Thấy không? Đấy, cho này. I didn't think so. First 3 weeks he liked it, now he got bored. He bored. Yeah. Is he ahead of his lessons? Yeah, he have a lot of homework. Yeah. He have a lot of homework. But he got bored. Các bạn thấy không? What brush number is number 10? Yeah, Tina Tamika is number 10 brush. Hello, hello LTCM. David không có trả lời được nhiều mấy bạn nha, tại vì David không có đem theo cái phone để trả lời đó. Thì đâm ra mấy bạn chịu khó coi dùm thôi nha, chứ không trả lời được. Có bạn nào giúp thì trả lời dùm thì giúp ha. Cọ là cọ số 10 ha. Đây. Lại là grocery. Lại là grocery. Left over lunch, didn't eat. What was for lunch? Chinese. What was sandwich? Okay. Wow, good food, good. I like it. Okay. I only eat on Saturday. Why do you feed them on Friday? No. Am I late? Okay. Do you know how Friday and Saturday were busy? Mm-hmm. So I cannot sit down and relax and eat ramen noodle. Oh, okay. Yeah. But today we didn't get to eat. Oh, you're that busy today? Oh, you know, this not mine. Yeah, when we came, they had already finished all the nails. Oh, yeah. Really? You're still busy? All day? Okay, all week been busy. Thank you. Have a good weekend, Mary. Huh? Have a good Sunday. Oh, yeah. You too. Thank you. Thank you. Take it easy. Okay. Sau đó là mấy bạn con này, mình làm cái màu hồng này ha. Hả vô này, nghiêng nó vào bên này, thấy không? Các bạn để nhẹ vào cái đi cầu thôi, để sát vào cái đi cầu này, các bạn thấy chưa? Im nhẹ, sau đó mấy bạn vuốt xuống này, vuốt không? Các bạn thấy biết không? The soundboard, okay. The music, because she throw the other music away, so I bring her letter ball. Why she throw it away? I don't know. She said everything old, so she throw it. But the music is 20 years since we opened, yeah. 23. Wow. I know. The radio, huh? Crazy. Yeah, bạn thấy không? Bye bye so fast, yeah. Yeah. Về nhà gặp với con. Ừ, coi nè. Các bạn thấy làm dễ không? Này coi này, cục bột này không? Thả cái kêu đi cô nè. Đó, nhẹ qua một bên, nghiêng qua một bên này, đừng làm gì hết, nghiêng qua một bên này. Đẩy sát vào cái đi cô này, thấy chưa? Vút nó một cái này, đẩy sát vào cái đi cô này, thấy chưa? Vuốt đây này, hay vuốt à? Đó, rồi. Xong. Này mấy bạn coi này. Tiếp tục này. Này, nghe cái cuticle này thấy chưa? Ôm tròn vô này, ôm tròn cái cuticle này, đừng có đục gì hết này, đừng tròn sát vô này. Kéo này. Thấy chưa? Đó, mấy bạn thấy chưa? Dễ ẹc. Đúng không? Không khó, không làm khó được mấy bạn đâu. Mấy bạn làm coi kỹ này. Xí. Number 10 brush. In and out. Okay. Đó, các bạn thấy không? Vuốt nó vô rồi. Nhìn ngang qua nó hơi lõm chút xíu này, thì mình cho thêm cục nữa nằm ở đây này đó, thấy chưa? Sát nó vào đó. Rồi xong. Hello K Joe, hello my friend, hello Teresa O'Neil. Hello Trúc Nguyễn em, ở bên nào mà anh làm rồi vậy? Florida em. Tôi đây làm tuần vừa rồi chứ không phải ngày hôm nay. Tuần rồi là khách đã làm rồi. Bắt đầu từ thứ hai là chính là bên ông thống đốc đã cho đi làm rồi. Nhưng mà bây giờ anh mới đi, tại vì thực sự là anh chẳng muốn là phải mấy người khách này họ theo mình hoài, mình không có muốn làm bận rộn ngoài công ty đó. Vậy thôi chứ không có gì hết. Coi này, mình sẽ cái cô này thì cô không thích móng dài đâu, cô thích cái móng của cô ngắn thôi. Đâm ra mình sẽ cắt ngắn xuống thôi. Mình sẽ vũ ngắn xuống thôi nha mấy bạn coi ha. Leon, is this yours, Mary Lee, for you? Yes. You're gonna leave it. Thank you. You're welcome. Bye, honey. Okay. Bye, honey. Take care. Thank you.
cái máy của bà cũng yếu, cái pressure mình đè hơi mạnh tay cái là đứng cái máy lại, hơi dở. Cái máy này là cái máy không phải là cái máy portable chứ không phải máy bàn thì nó mạnh hơn. Sau đó mình dựa xếp ha mấy bạn coi nha. Xếp này là chỉ là một cái xếp que thôi. Okay. You love something? Tôi khách này là muốn xếp square thôi. Đẩy cái này ra nha, đẩy ra hai bên ra để mình dũa cho nó khỏi bị sạch cái hai cái bột hai bên. Mình lấy cái dũa mình đẩy da ra cho người ta ra. Để mình khi mình dũa cái móng dũa mình nó không có dính da, nó không bị chảy máu. Đó các bạn nhìn kỹ này ha. Dũa xếp đầu trước này ha. Dũa đây. Dũa xếp ha. Richard, hi David, I have a problem for the dip finish. Do I have to use just the activator before the top coat? How to proceed then? Richard, I'm gonna do a live on that dip thing. Sometime next week, I'll show you how to do it. If you go back to some of my old videos, I have a video that do dip powder. Dip powder is easy, but it is tricky to it. So, because today I don't have the phone to answer all the questions, I have to stand up to answer them. So, if you watch all the all the different videos I have for dipping, and you'll be able to understand more. Các bạn thấy nhũa xuống lẹ. Khỏe re các bạn thấy, khỏe re như bộ test kia.
I've never seen a black throat dip. The color. Yeah, it is. They heat treat the car, so it's the color. Oh. Turn out to be that color because they heat treat them. Okay. Does it make it better? Yeah, they make them stronger. Oh, okay. Yeah, if you heat treat anything, they make it harder. Okay. Hello cả nhà, hello Jaylee. Bạn khỏe không? Mấy em khỏe không? Anh không có đọc được comment nhiều nha, chỉ đứng đây mới thấy thôi. Em và muốn order twin one chisel và gel regular polish gold matte giống màu deep không? Giống em, rất là giống nhau nha. Hiền Nguyễn là nếu mà Tammy có đó trả lời giùm nha. Hay là si biến thì nó mất tiêu rồi. Giống nhau lắm. Nó mát trình cao lắm. I just had a fall on the Nick was gone on the fall this business. I didn't take extra small. You're smaller than me now. No. Yes, you are. I like smaller. You like extra small. I don't have any extra. I'm gonna buy you extra. Ariel. Người khách này họ thích làm square round các bạn. Mình square xong mình round corner cho người ta thôi, vậy thôi. Đơn giản. Mình xong nha mấy bạn, vậy thôi. Buffer thì thực ra mình sơn gel thì mình không cần phải buffer nhiều, nó không có phải cần phải bà bóng giống là mình sơn nước sơn hay là sơn gì, mình sơn gel co thoát thôi, nó bớt sơ sơ rồi mình cho khách đi rửa tay là trở lại là mình bỏ gel lên là xong nha. Ok, mấy bạn thấy không, nhanh gọn lẹ ha. Anh không đeo bao tay. Không em, anh không có đeo bao tay, anh không có làm được, khó chịu. Em rất thích màu neon của chisel nhưng chỉ có 8 màu thôi, khi nào? Đúng rồi, Hiền ơi, anh bây giờ anh chỉ có ra được có 8 màu, chưa có ra được nhiều. Làm vậy đẹp nhưng móng tay mỏng quá, sau này ảnh hưởng nhiều lắm. Là sao Thanh Trà?
đắp bột mà đắp bột làm sao móng tay được tái rồi còn vẫn là đúng rồi. Hương Lê anh hôm nay anh làm xong là anh đi về. Ở nhà 2 tháng quên hết rồi. Hello Thanh Phương Kiệt Phân, Thanh Phương Tiêu. Anh đang ở nhà Andy ơi, anh đang ở đang ở Orlando. Anh thua là anh thua mình hết bạn ơi. Em ơi, nếu mà em giũa đó tùy theo em giũa. Nếu mà em giũa nó hư, em phá. Em không biết cách làm khi mà em làm khi mà em giũa cái móng thật á. Trên cái móng thật á. Em phá nó đi thì em phá nó mạnh quá đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái móng thật của mình. Thì nó sẽ làm hư chứ mà nếu mà em cách biết cách á. Nếu mà em biết cách làm thì sẽ không bao giờ bị tổn thương cả. Em hiểu không? Anh thua là anh thua mình chứ không phải là anh thua. Mình phải biết cách xử lý làm như thế nào để cho đừng hư cái móng chứ. Khách nó đi khách nó đeo cái móng này, anh nói cho em nghe, nhiều khách họ đeo 10 năm luôn họ cũng không bao giờ bị hư móng cả, nó không có hư gì hết. Anh thua mình hết thôi. Nếu mà mình biết cách xử lý, mình biết cách giũa xuống, mình làm sao cho nó đều nó gọn, thì ok hết á, không sao hết tất cả nha, đừng lo. Mấy giờ? À, 8:30 đây anh sẽ ăn xong cái này anh đi về. Hello Trang Lê. Nhanh gọn lẹ lắm em, làm xong nhưng mà tại vì thực sự ra nếu mà mình muốn làm lẹ có thợ đó của anh nó làm lẹ lắm, nó làm bộ thu xếp 25 30 phút, 25 30 phút trắng hồng á, nó làm rất là mau, không có gì gọi là lâu lâu hết. Battery còn là 4%, chờ xíu hết pin này.